chiếc tàu. Hàng ngày đi học về, cậu bé Joyce thường tạt vào tiệm tạp hóa của ông Dan. Ở đó có một chiếc tàu như hút lấy cặp mắt cậu. Cậu nhìn quanh, chẳng ai nhìn cậu. Thế rồi, cậu đặt cái tàu vào tay mình. Cậu chỉ muốn có cảm giác về nó thôi. Bỗng Joyce thấy chân mình chuyển động, đưa cậu ra khỏi tiệm. Cậu không biết mình đang làm gì. Cậu đi về phía sân chơi, gieo mình vào một chiếc xích đu. Một nỗi kinh hoàng trào lên, cậu đã ăn cắp. Nhưng cậu không định bụng lấy. Ban đầu cậu chỉ muốn sờ vào nó một tẹo. Mặt trời trượt nhanh xuống các hàng cây. Đã đến lúc phải về. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má Joyce. Cậu nhớ cái câu mà mẹ thường nói: Joyce, con bây giờ thực sự là một người đàn ông rồi. Mẹ tin cậu. Cậu như bị ai châm kim vào người. Joyce nhảy khỏi chiếc xích đu và cắm cổ chạy. Cậu dừng lại trước cửa tiệm vừa lúc ông Dan đứng ở đó. Ông mỉm cười. Nụ cười thân thiện ấy như gây khó khăn cho việc cậu sắp làm. Joyce hoang mang ít phút. Rồi đột nhiên, cậu giơ cái tẩu lên. Ông Dan, cháu không cố ý lấy nó. Cảm ơn Joyce, ông Dan nói và nhẹ nhàng cầm cái tẩu. Ở lại giúp ông đóng cửa hàng nhé. Joyce cảm thấy bàn tay của ông Dan đặt trên vai mình, tin cậy. Hình như vai cậu đang rộng hơn và khỏe hơn lên.